Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Hôm nay thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios ở thời điểm tháng 4 năm 2024. Và Toyota Vios thì có 3 phiên bản và đều được lắp ráp tại Việt Nam. Có một phiên bản số sàn và giá niêm yết là 458 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm là 21 triệu tiền mặt cho chiếc xe này. Và tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 490. Trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền khoảng 140 triệu là mang xe về. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5e CVT thì có giá niêm yết sau giảm là 488 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm là 12 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi khoảng 535 triệu. Trả trước thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền khoảng 160. Cái phiên bản cuối cùng là phiên bản 1.5G, phiên bản trước mắt chúng ta đây. Có giá niêm yết là 545 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm thêm nữa là 24 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh cho anh chị nó chỉ rơi vào khoảng 585 triệu là lăn bánh. Trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 175 triệu. Hiện tại thì chiếc xe Toyota Vios này đang có giá rất là rẻ rồi. Rẻ ngang so với cái đợt mà hỗ trợ 100% thuế trước bạ ở thời điểm tháng 10, 11, 12 năm ngoái, năm 2023. Và cho nhiều anh chị chưa biết, chưa nắm được, sau khi cập nhật giá bán thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios này. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5G, phiên bản cao cấp nhất, cũng là phiên bản bán chạy nhất của Vios, có ngoại thất là màu đỏ. Và ở phiên bản G này sẽ có một vài cái điểm khác và nổi bật hơn các phiên bản còn lại là ở phần đầu xe về thiết kế vẫn như vậy, vẫn có đèn bi LED. Tuy nhiên là phiên bản G thì sẽ được trang bị là logo dạng 3D, có cái chức năng thêm cái cụm chức năng là Toyota Safety Sense, có thêm cái điểm nhấn mã chrome ở đây. Còn hai phiên bản kia sẽ là màu sơn bóng kết hợp với hai cảm biến trước và đèn sương mù. Còn thân xe thì sử dụng là la răng 15 inch với họa tiết là phanh xước. Thì la răng này ở cả 3 phiên bản đều là như nhau, gương cả 3 phiên bản cũng đều như nhau, sử dụng là gập điện, chỉnh điện và tích hợp báo rẽ. Ở phần thân xe thì chiếc xe bản G này duy nhất sẽ được trang bị là cái tay nắm cửa dạng mạ chrome mà có nút điều chỉnh ở đây. Chạm vào sẽ là khóa cửa, ấn vào mở cửa này. Ở phần đuôi xe thì cũng khá giống nhau thôi. Tuy nhiên là phiên bản G này sẽ được trang bị là 4 cảm biến trước, còn phiên bản E chỉ được 2 cảm biến sau, 4 cảm biến sau. Còn các phiên bản còn lại sẽ được trang bị 2 cảm biến sau. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho chiếc xe Vios G bản tự động này nó sẽ vào là 5,87 lít, chưa đến 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và chiếc xe Vios này nếu anh chị lần đầu chưa tìm hiểu về xe thì phiên bản cũ, phiên bản 21 và 22 thì sẽ có là nội thất màu be. Tuy nhiên là sang đến phiên bản 23, 24 thì sẽ có nội thất là màu đen, sẽ sạch và thể thao hơn rất nhiều. Và cũng cập nhật thêm nhiều tính năng như là lễ chuyển số sau vô lăng này, có đèn tự động này. Ngoài ra thì có bộ chức năng Toyota Safety Sense như là cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, bật tắt cảm biến dừng đỗ này thì vẫn vậy này, tống chân trượt thì vẫn vậy này, mặt đồng hồ tablo thì vẫn vậy. Còn đây là giữ ga tự động, màn hình được nâng cấp lên màn hình 9 inch. Cụm điều khiển điều hòa thì vẫn giữ theo thiết kế cũ là điều hòa tự động một vùng. Và ghế thì là loại ghế dạng thể thao đẹp hơn, có thông lỗ thông hơi này và khâu với cả chỉ màu cam, cho ra cái nội thất trong xe. Trần thì cũng là nỉ màu xám, cho ra cái nội thất trong xe này rất là thể thao rất nhiều so phiên bản trước, phối giữa màu đen, màu ghi và chỉ cam. Một cái lợi thế của dòng xe Vios so với các cái dòng xe đối thủ khác là không gian của Vios từ cốp, từ hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi. Và ở hàng ghế thứ hai này anh chị sẽ thấy có bổ sung thêm 2 cái cổng sạc USB Type-C ở đây, rất là tiện. Và một vài cái điểm khác nữa nếu mà nhìn không thì sẽ không biết được là phiên bản G này so với phiên bản E thì sẽ được trang bị là 7 túi khí, so với phiên bản E là chỉ là 3, và được trang bị là 6 loa, so với phiên bản E là 4. Đó là những cái khác biệt. Và các phiên bản hiện tại chênh nhau, phiên bản E tự động và E số sàn nó chênh nhau khoảng tầm 50 triệu thì đối với anh chị 50 triệu có xứng đáng lên hay không, hoặc là cần tư vấn thêm với cái nhu cầu sử dụng như anh chị và cái nhu cầu tài chính của anh chị, trả góp hay trả thẳng thế nào, nhu cầu anh chị có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn với từng nhu cầu cũng như là các cái giải đáp cho anh chị nó được sâu hơn. Và em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.